2,000 years later. Nani? Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã cùng nhau quay trở lại với Given. Cách đây cỡ như là một tháng mình có hướng dẫn cho anh em cách để mà cài đặt Windows mới. Thì mình có một cái suy nghĩ là bây giờ anh em đã biết cách cài đặt Windows mới rồi, thì liệu là sau khi cài đặt Windows xong thì chúng ta cần phải làm gì, và cụ thể nhất là cài những phần mềm nào. Mình là một người mà thường xuyên bọc máy tính, và nói thật với các bạn, cái tần suất mà cài lại Win của mình nó cực kỳ nhiều. Thành ra là mình có một số những cái ứng dụng hay mà muốn gợi ý cho anh em sau khi cài lại Win anh em nên cài ngay theo quan điểm của mình. Còn bây giờ xin mời. Phần mềm đầu tiên mà mình nghĩ là các bạn nên cài đặt sau khi vừa cài lại máy, đó chính là WinRAR. Thì thật ra WinRAR mình nghĩ là các bạn cũng đã biết nó là gì rồi. Nó là một cái công cụ mà giúp cho chúng ta có thể giải nén cũng như là nén file. Nếu như mà nói về hệ điều hành Windows ngay thời điểm hiện tại thì thật ra nó cũng đã hỗ trợ cho các bạn có thể giải nén một số cái định dạng file, mà cụ thể nhất là những cái file .zip. Nhưng mà cái tốc độ của nó thì không quá nhanh. Nhưng nếu như xét về WinRAR thì nó chỉ không dừng lại ở cái chuyện là tốc độ được cải thiện, mà WinRAR còn giúp cho các bạn có thể nén file nữa. Nó là như thế nào? Đặt tình huống là trước khi mà các bạn cài lại Win thì các bạn cũng sẽ muốn backup lại những cái dữ liệu của mình, đúng không? Thì giả sử như là nếu như các bạn có những cái folder chứa rất là nhiều những cái tệp tin ở trong đó và các bạn sợ là bị thất lạc đi, thì chỉ đơn giản là các bạn sẽ nén nó vào chung một tệp tin, tức là vào chung một cái file .rar mà thôi. Và thêm vào đó nữa là cái hay của phần mềm WinRAR là ngoài cái chuyện là nó cho phép các bạn nén vào trong một cái file cho nó gọn gàng, các bạn dễ update lên trên cloud hoặc là lưu lại vào trong bộ nhớ, thì WinRAR còn cho phép các bạn nén cái tệp tin đó với nhiều cái dạng nén khác nhau. Có thể là .rar nè, .zip nè, vân vân. Và với mỗi cái dạng nén đó các bạn được lựa chọn luôn cả cái mức nén nữa. Có thể là nén ở mức độ trung bình nè, bình thường, hoặc là nén hơn nữa. Chẳng hạn như là các bạn có một cái folder với khoảng là 10GB dung lượng, thì sau khi các bạn nén á, nó sẽ còn lại là khoảng 7GB. Hoặc là các bạn chọn một cái định dạng nén khác thì nó sẽ còn là khoảng 5GB chẳng hạn. Vậy nên là đó là những cái hay của WinRAR mà mình nghĩ là anh em cần phải có. Và thêm vào đó nữa là ngoài cái chuyện là anh em biết mà, anh em download phần mềm trên mạng, thì đôi khi nhà sản xuất đó, họ không chỉ đơn giản là chứa cái file setup cho anh em download về để mà cài đặt không, mà họ còn có những cái file mà họ muốn giữ luôn trong đó, chẳng hạn như là file hướng dẫn sử dụng chẳng hạn. Vậy nên á, phần mềm WinRAR là một trong những phần mềm mà mình nghĩ là các bạn nên cài đặt ngay sau khi vừa cài lại máy. Phần mềm thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn mang tên là Media Player Classic, mình sẽ tạm gọi tắt là MPC nha. Thì mình không rõ là phần mềm này nó có hữu ích với các bạn hay là không, nhưng đối với mình á thì nó quan trọng vô cùng. Tại vì đây là một phần mềm mà giúp cho chúng ta có thể chạy hầu hết tất cả những định dạng media ngay thời điểm hiện tại. Và mình là một người mà thường xuyên nghe nhạc ở trên máy tính, và nhất là xem phim trên máy tính luôn. Mình thường xuyên hay download những cái bộ phim 2K, 4K. Bản chất ra Windows 10 á, nó đã có được một cái trình mà giúp cho anh em có thể play video rồi. Nhưng mà với cái ứng dụng đó, khi mà các bạn load những cái tập tin lớn, chẳng hạn những bộ phim 2K, 4K với cái định dạng Blu-ray á, thì anh sẽ biết là nó load chậm cực kỳ và đôi khi còn cả giật lag nữa. Nhất là đối với một số những cái bộ máy yếu á, thì cái phần mềm đó nó càng ì ạch hơn. Thành ra là nếu như các bạn là một người mà thường xuyên hay xem phim ở trên máy tính giống như mình, thì MPC hay còn gọi là Media Player Classic là một trong những phần mềm mà mình nghĩ là các bạn nên cài ngay. Ứng dụng thứ ba mà mình nghĩ là các bạn nên cài đặt sau khi vừa cài lại máy, đó chính là một cái trình duyệt web bất kỳ nào đó. Tuy nhiên, có một cái cuộc khảo sát nhỏ trên một số những lớp công nghệ mà mình đặt ra, thì một cái câu hỏi vu vơ thôi là anh em đang sử dụng trình duyệt web gì vậy? Thì cái lượt vote á, hầu như là nó đều ngã dồn về Google Chrome. Và cái số lượng vote cho Google Chrome á, nó áp đảo hoàn toàn so với những cái trình duyệt web khác luôn. Thì rõ ràng là mình tạm cho là Google Chrome là một trong số những phần mềm mà các bạn nên cài đặt nhất ở trong video clip này nha. Google Chrome thì nó có cái gì? Ngoài cái chuyện mà giúp cho các bạn có thể lướt web ra, thì Google Chrome còn có một số những cái điểm rất là hay. Chẳng hạn như là về cái độ phủ, thì Google Chrome hầu như là trên mọi nền tảng đều có mặt của Google Chrome. Các bạn sử dụng ở trên PC, Windows nè, các bạn sử dụng trên MacBook cũng có, các bạn sử dụng ở trên hệ điều hành iOS nè hay là Android thì cũng đều có. Thành ra là khi mà các bạn muốn đồng bộ những bookmark hoặc là những cái extension á, thì Google Chrome là một trong những trình duyệt web mà giúp cho các bạn có thể thực hiện điều đó tốt nhất. Và kèm theo đó nữa là về cái độ ổn định, thì của trình duyệt web Google Chrome có thể đánh giá là một trong những trình duyệt web mà đạt cái độ ổn định có thể là gọi là tuyệt đối ngay thời điểm hiện tại. Chỉ có một cái á, là Google Chrome ngay thời điểm này nó vẫn đang ngốn RAM khá nhiều. Thành ra là nếu như các bạn có một cái bộ máy tính mà nó có dư giả về RAM, chẳng hạn là từ khoảng 8GB đổ lên, thì Google Chrome chắc chắn sẽ là một trong những trình duyệt web mà các bạn nên sở hữu nhất.
Với ngay thời điểm công nghệ số lên ngôi như lúc bây giờ thì rõ ràng là không ai muốn phải chờ download một cái file nó quá lâu nữa cả. Những cái file đâu đó khoảng 300-400 MB ok tôi có thể chờ, nhưng mà những cái file đâu đó khoảng 12-13 GB hay là 5-60 GB những cái file game á thì đương nhiên là anh em không thể nào mà chờ tải cả tuần được, đúng không? Thì ngoài cái chuyện là có một cái đường truyền mạng tốt thì rõ ràng là một cái chương trình hỗ trợ download nhanh cũng là một trong những thứ phải có trong máy tính của các bạn. Phần mềm Internet Download Manager sẽ là một trong những cái cứu cánh ngay thời điểm hiện tại. Cách thức hoạt động á, có thể tạm hiểu như thế này. Khi các bạn download một cái file mà với cái tốc độ download thực tế là khoảng đâu đó 300 KB trên giây thì nếu như nó chỉ có một cái đường truyền thì cái đó các bạn chỉ phải chờ cứ 300 KB trên giây, 300 KB trên giây, 300 KB trên giây, các bạn cứ phải chờ từng giây, từng giây, từng giây. Nó sẽ rất lâu. Với phần mềm ADM á, thì nó sẽ cắt gọt cái file nó ra làm nhiều mảnh và khi đó thì các bạn sẽ có được một đống cái đường truyền để mà tải một cái file nó về, cũng là 300 KB trên giây, nhưng nếu như các bạn có tính tận là 5 đường truyền thì cái đó rõ ràng là một lúc có thể download tới tận là 1.53 trên giây. Vậy nên về kích thước hoạt động thì ADM nó sẽ giúp cho các bạn có thể download file một cách nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra thì phần mềm còn giúp cho các bạn có thể giới hạn băng thông khi mà download về, để tránh cái trường hợp là máy của các bạn nó hút hết băng thông mà cái máy của các bạn cái bên đó thì không có băng thông để mà sử dụng. Và thêm một số những cái tính năng hay như là hẹn giờ download, khi mà vừa download cái file đó xong các bạn sẽ không còn phải chờ tới 3-4 giờ sáng để mà chờ download xong thì mới được đi ngủ. Tất cả đều được gói gọn ở trong phần mềm mang tên là ADM. Vậy nên nếu như các bạn thật sự muốn một cái tốc độ download nhanh hơn thì Internet Download Manager là một trong những phần mềm mà các bạn nên sở hữu nhất. Nhưng mà lưu ý là đây là một phần mềm trả phí nha anh em. Phần mềm cuối cùng mà mình nghĩ là nên nằm ở trong cái list này đó chính là MSI Afterburner. Nếu như các bạn là một fan game, các bạn thường xuyên chơi game thì chắc chắn là một phần mềm mà anh em nào cũng biết. Tuy nhiên, tính năng mà mình muốn giới thiệu nhất cho các bạn trong ngày hôm nay đó chính là một cái tính năng giúp cho các bạn có thể xem được thông số phần cứng trực tiếp khi các bạn đang chơi game hoặc khi đang sử dụng một cái phần mềm nào đó. Đây là một cái tính năng cực kỳ hay, tại vì sao? Khi đó thì các bạn có thể xem được một số những thông tin chẳng hạn như là về cái mức tải của CPU nè. Các bạn có thể xem được nhiệt độ của CPU lúc đó là bao nhiêu. Các bạn có thể xem được cái mức tải của RAM nè. Các bạn có thể xem được cái số VRAM về liên quan những cái thông số như là GPU, xung nhịp của GPU, liên quan đến nhiệt độ GPU v.v. Thành ra tất cả mọi thứ đều được nén ở chung một cái phần mềm. Và nếu như một cái gọi là hay hơn nữa đó chính là phần mềm này còn giúp cho các bạn có thể xem được số khung hình trên dây khi các bạn đang chơi game nữa kìa. Chẳng hạn như các bạn là một người mà thường xuyên nghiên cứu là không biết cái bộ máy của mình chơi cái game đó có đủ mượt hay là không, mà phần mềm đó thì lại không có những cái bộ công cụ mà giúp cho các bạn có thể show ra cái số FPS, thì MSI Afterburner là một trong những phần mềm cứu cánh ngay thời điểm hiện tại khi nó cho phép các bạn xem được luôn cả số FPS max, FPS min và cả FPS trung bình khi các bạn đang chơi một cái tựa game. Thành ra về tất cả mọi thứ, MSI Afterburner là một trong những phần mềm mà mình nghĩ là các bạn nên có. Vì thế đó là một số những phần mềm khá hay mà mình nghĩ là các bạn nên có sau khi vừa cài đặt lại Windows hoặc là sau khi vừa mua máy mới. Nếu như các bạn thích video clip này đừng quên bấm like, share và subscribe. Và anh em nghĩ là phần mềm nào hay thiệt hay mà mình còn chưa chia sẻ thì các bạn hãy comment lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.